dòng IDP 144 và IDP 164 là hai phiên bản được cải tiến bởi phiên bản IDP 143 và IDP 163. Và trước mắt người đây là một model mới đến từ Yamaha, một cây pin nội điện IDP 144. Và sau đây mình cùng các bạn cùng khám phá xem thử bên trong cái đàn pin nội điện IDP 144 thì có gì nhé. Và sau đây mình sẽ khui thùng đàn này cho các bạn xem nhé. Rồi. Đây là phía bảo hành của Yamaha. Thì cái đàn IDP 144 này cũng giống như cái IDP 143 và cái dòng pin nội điện khác thì bảo hành 1 năm bởi chính hãng Yamaha nhé các bạn. Đây là một cái bộ ốc để các bạn lắp ráp nha. Cái pedal. Rồi cái chân chống nha, có hai cái chân. Để nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp luôn cây đàn này. Pino IDP 144 thì nó có bao gồm một cái ghế đi kèm nha các bạn. Như các bạn, mình sau khi đã vui xong cây đàn IDP 144 thì chúng ta có những linh kiện như thế này. Thì làm thế nào để lắp ráp cây pin nội điện IDP 144 thì các bạn theo dõi mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp cái này nhé. Đầu tiên bạn chú ý khi cụ ra thì bạn biết cái pedal là nó có ba cái đầu như thế này. Đây thì các bạn cứ để nó đây. Các bạn cứ cố định để xem là cái đàn của các bạn hướng về như thế nào, cái pedal này nó hướng vào cái ghế ngồi của các bạn nhé. Sau khi đã cố định được cái pedal rồi, các bạn cứ để đó. Và khi khui cái này ra thì các bạn cần ghé đến cái bộ ốc. Rồi, để đây nha. Còn chú ý hai cái chân. Đây. Đây chân nó. Các bạn chú ý ở cây IDP 144 này thì nó có hai cái ốc giống nhau, đó chính là ốc màu đen và ốc màu trắng. Thì ở cái phần bắc của hai cái phần này các bạn sử dụng ốc màu trắng nha. Các bạn có thể sử dụng nắp này để lắp vào để che cái màu trắng của cái đàn đi cho cái đàn của mình trở nên bắt mắt hơn. Sau khi đã lắp xong cái chân, đã cố định chân rồi thì các bạn cần chú ý. Đó chính là mình sẽ lắp tiếp một cái tấm bảng ngoài sau cái đàn. Phần dưới nó có nhiều lỗ hơn, phần trên nó chỉ có hai lỗ. Thì các bạn chú ý để cái hai lỗ này ở phần trên nha. Rồi các bạn kèm vào đây. Các bạn sử dụng con ốc tròn như thế này nha, để bắt hai lỗ ở trên cái lỗ tròn. Đây. Còn cái phần ở dưới các bạn sử dụng con ốc cái lỗ nhọn như thế này. Đấy. Rồi. Phần dưới các bạn sử dụng con ốc nhọn này nha để lắp bốn cái lỗ dưới. Các bạn chú ý nhớ lắp cái tấm bảng về sau thì chú ý cái dây bị đàn nha, các bạn để cho nó ra ngoài như thế này để nữa mình cắm vào cái đầu đàn chứ đừng để ở trong nha. Sau khi đã lắp xong cái phần chân thì các bạn kê cái đầu đàn lên. Đầu tiên các bạn chú ý cần kê cho nó khớp vào với phần cái chân đàn. Chúng ta sử dụng bốn con ốc còn lại để lắp vào bốn lỗ phía dưới đàn nhé.
Và công đoạn cuối cùng đó chính là lắp cái ghế. Cái đàn EDV này nó có đi kèm với mình một cái ghế trong thùng như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp luôn cái ghế này nhé. Ở đây nó có một cái khóa để cho các bạn siết cái con ốc lại. Rồi, vậy sẽ để nó sẽ gắn ốc vào như thế này. Các bạn tháo ra, tháo cái linh kiện ra, đưa ốc vào. Cho một cái khoay này, hay như thế này. Đó, nó sẽ có một cái khực để khi bạn siết vào, khi mà nó sát vào con nghe nó đã dính, thì bạn đưa cái này vào trước, sau đó mới đưa con ốc vào. Rồi, các bạn sử dụng cái khó để siết lại. Rồi các bạn sẽ thao tác với lại bốn ba cái chân còn lại nhé. Chào các bạn, cái video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn lắp ráp cái đèn Pino điện DB144. Các bạn có điều gì thắc mắc thì để lại comment bên dưới. Nếu mà video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy để lại like và đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo từ nhà của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.